Thì bóng sáng nhắn luôn. Đấy. Hello và xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ xin chia sẻ với các bạn một cái mạch kích điện dùng của một con IC TL494 này và dùng hai con MOSFET nhé. Ở đây thì mình đang dùng một con IC TL494, nó tương tự với lại con K7500. Ở đây là con K7500 và nó dùng hai con phép HI1607 và một cái biến áp TG500 mà nguyên bản mình tháo ra. Và bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem nhé. Và sơ đồ mình sẽ để ở cuối video. Mình sẽ bắt đầu test cho các bạn xem. Mình sẽ cắm tải 75 cái bóng sợi nốt 75W này. Cái số của nó bị mờ rồi, nhưng mà thực ra nó là bóng 75W nhé. Ok. Đây là đường dương nguồn vào này. Và mình sẽ cắm nó nhé. Thì bóng sáng nhắn luôn. Đấy. Cái này thì nó hoạt động hết công suất luôn, nên là nó chia lửa nó phóng này, cháy luôn cái dây này luôn. Ok, vậy là mình đã test cho các bạn xong rồi nhé. Thì cái con TL494 này ấy, thì nó đã được nối giản hết tất cả các linh kiện rồi. Nó sẽ hoạt động hết công suất luôn và nó sẽ chạy mạnh nhất. Thì các bạn nhìn thấy có thể là nó khá là rắc rối phải không, nhưng mà thực ra nó rắc rối thật. Được rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn sơ đồ và phân tích nó nhé. Pin 4 này của kênh HTRO189 nhá. Thì hai cái sơ đồ này nó cũng sẽ giống nhau thôi. Thì chân từ nhân 1 sang nhân 16 sẽ nối một con trở 10K và một chân 1 sẽ đi xuống mát. Chân 4 chúng ta sẽ nối một con trở 2,2K xuống mát. Chân 5 chúng ta sẽ nối một con tụ Mica 102 xuống mát. Chân 6 chúng ta sẽ nối con trở 15K xuống mát. Mạch của mình thì mình sẽ dùng con trở 10K nhé. Và chân 7 chúng ta sẽ nối thẳng lên xuống mát. Chân 13, 12 chúng ta sẽ nối với nhau. 14, 15 nối với nhau. Chân 13, 12 nối với nhau và đi lên dương nguồn. Chân 11 và chân 10 sẽ lấy ra hai dao động xung. Hai chân này chúng ta sẽ nối với lại con trở 100 ohm. Các bạn nhớ chú ý là phải là con trở 100 ohm nhé. Xây dựng một tí cũng được, nhưng mà nó cũng phải có giá trị gần cc 100 ohm. Và các bạn nhớ thêm, chú ý thêm là hai con trở xả nhân từ nhân G lên nhân S và con MOSFET thì chúng ta phải dùng con trở 220 ohm nhé. Hai con trở 220 ohm xả nhân G. Ở con TL494 ấy thì chúng ta phải dùng con nhỏ 220 ohm. Nếu mà dùng con SG3525 thì chúng ta phải dùng con nhỏ 10K. Ở đây là một con tụ lọc nguồn đầu vào của con TL494 thôi, thì nó đấu vào dương ở nhân số 8 và âm sẽ ở nhân số 1 nhé. Và đây là hai đầu mà vào biến áp này, đầu này và đầu này sẽ vào biến áp. Nếu mà các bạn không có biến áp thì các bạn có thể dùng biến áp đối xứng nhé. Ok, mình sẽ chuyển qua và mình sẽ vẽ một cái biến áp cho các bạn xem.